Cả nhà cùng thưởng thức gỏi tôm mực với rau tiến vua cùng ăn nha. Để ăn ăn thử cái rau tiến vua này có giòn như lời đồn không. Mời cả nhà ha, ăn không chấm gì luôn thử cái nó sao. Nó giòn. Gậu gậu luôn cả nhà. Nó giòn mà thứ muốn muốn ê ốc luôn ta. Ngay gụm gụm lên tên luôn ạ. Rồi tiếp theo tôm. Mời cả nhà ha. Dây ngọn ha, như gỏi nó giòn, miếng mực nữa đây có bị bở không, mực dây không bở. Quá tuyệt vời với gỏi luôn. Rồi miếng tôm, miếng mực đây. Không thể thấy thiếu cái miếng giòn giòn này. Nó khủng lắm. Gậu 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 luôn. Thêm miếng nước mắm. Đây cái này là chơi đủ vị luôn. Bánh phồng cũng thơm lắm, hấp dẫn quá. Ớt nhiều lắm mà đây, thêm ớt cho nó cay cay. Quá đỉnh luôn. Tôi tới chợ mới biết nó nhộn nhịp. Đi chứ. Rồi. Rồi nhộn nhịp với đông rồi cả nhà ơi. Nhập vô chợ đồ mối Bình Điền, nó biết trong đây nó rộng lớn quá trời. Đi dạo một vòng thấy những cái dừa hải sản. Đông khủng khiếp luôn, tấp nập người mua người bán. Khu kế bên này là khu nông sản, tiếp theo anh sẽ đi một vòng khu vực nông sản đây. Rau củ quả thì có bán lẻ. Vô cùng tấp nập luôn. Dạ, xin kính chào bà con cô bác của mình, chị em mình đang xem kênh Ân Tình Quê Hương ạ. Chúc bà con mình thật nhiều sức khỏe nha. Nói chung hôm nay ăn cũng tiếp tục vào bếp luôn cả nhà ơi. Sáng ăn có đi chợ Bình Điền á, ăn chốt được một ít mực với ít tôm. Thì ăn cũng có nghe rau tiếng vua, ăn làm gỏi ăn rất giòn nên anh cũng tò mò, cũng làm thêm ít rau tiếng vua. Hiện tại thì anh đang cắt mớ rau thơm vô với mấy trái ớt để mình trộn gỏi cho nó ngon. Nói chung ớt cũng chưa kịp chín luôn cả nhà ơi. Nhà thôi cần ăn nên làm luôn đó. Đây phần mực với phần cơm với rau tiếng vua con chuẩn bị đây. Gỏi thì anh cũng không quên chuẩn bị thêm một ít bánh phồng tôm. Và đây là mấy con mực, một mớ tôm. Đặc biệt là cái làm ăn tò mò và thích thú để đầu tư cho hai mực với tôm. Đây là phần rau tiếng vua. Rồi mời cả nhà cùng vào bếp với anh nha. Nói chung thì anh cũng làm bếp cũng không khéo lắm nên cái phần này chắc ăn mượn phải xả ra phụ sơ chế với làm với ân để cho món ăn nó được ngon hơn, chứ món này món mới nữa ân cũng chưa biết cách
làm như thế nào nữa. Em hỗ trợ anh gì được bà xã ơi, anh bó tay với mấy cái món mới này rồi. Cái này hồi nãy em cũng đã ngâm nước, bây giờ nó nở ra rồi. Bây giờ em sẽ hỗ trợ làm phần rau nha. Còn anh đi rửa tôm mực giùm em đi, rồi em vô sẽ anh chế biến giùm cho. Ok ok. Rồi anh sẽ đi làm tôm mực nha. Cái phần rau này mình sẽ cắt từng khúc cho vừa ăn. Mình sẽ ngâm với chanh với đường trước cho nó thấm một nước trước đi. Rồi sau mình sẽ vớt ra mình trộn gỏi tiếp. Mình cũng chuẩn bị một ít gừng với sả để vô mình luộc tôm mực cho nó thơm, nó bán đi mùi tanh bớt. Trong khi chờ đợi thì mình cũng làm miếng nước cốt chanh sẵn. Đến hồi mình trộn gỏi luôn, chắc mình làm khoảng 3 trái chanh đi. Chanh này rất là nhiều nước. Sẵn đây nhờ vợ hướng dẫn mình làm món nước gỏi luôn. Theo chỉ thị của bếp trưởng thì mình phải bầm tỏi, ớt nhiều vào. Ớt xanh ớt đỏ này đây. Rồi xong, sơ chế nhẹ nhẹ đã xong rồi. Giờ mình hỗ trợ khâu tiếp theo để nghe chỉ thị mới. Đâu rồi, bỏ anh mình đây hoài với em ư? Thế đâu rồi em? Em đang thổi lửa liên tục để cho nước nó sôi. Ôi cuối cùng cũng sôi rồi. Rồi để mình trụng mực hả? Để em trụng mực. Wow, mấy con mực mày cũng nhiều quá trời luôn ha. Đã quá. Thấy không? Thấy anh trẻ trẻ bông hay được không? Cũng được, tập làm đi chứ. Sôi nó giờ cũng khá lâu rồi, chín rồi đó em ơi. Rồi chắc chín rồi, để em vớt ra. Để nó rụt quá ăn cũng không ngon. Một mớ tôm. Thơm chắc nhanh hơn. Thơm chín rồi hả em? Tiếp tục tôm do ra lò luôn đây. Wow, nhiều cả. Chín đỏ ao luôn. Đã quá, tôm mà luộc lên chín cắn tươi cái thồi chạy luôn, không dám ăn luôn hết rồi. Tôm chín đỏ ao luôn, này là phải vô lột hả? Anh lột đi, anh phụ lột đi. Rồi rồi, để anh lo phần lột cho, mua dễ mà. Lột lại hồi thiếu, thôi đừng bắt bẻ nha, đừng điếm con nha. Lột thôi, đừng có thử. Làm sao không thử được. Kế tiếp là Quanh sẽ chiên một ít bánh phồng tôm, mình sẽ ăn chung với gỏi.
Giờ Oanh sẽ pha cái nước trộn rỗi. Thổi ớt nhìn hấp dẫn quá em ơi. Để cho đường nó tan em sẽ dắt cái phần này ra. Đây phần quan trọng của cái lẩu đây, cái dĩa gỏi đây. Nôn ăn quá mà dấp luôn anh. À. Rồi cho rau quế vô luôn cho thơm. Nước gỏi vô nó là đậm phải không? Vô nước gỏi là ăn được rồi. Đường nó cũng tan rồi đó, giờ mình sẽ gứa vô luôn. Cũng màu sắc dữ hen. Chừa lại miếng chấm em ơi. Rồi, tận dụng luôn. Đâu thường là vậy mà, anh thấy người ta làm cũng vậy mà, chừa miếng lại đang hồi. Chấm luôn, khỏi làm nữa hả? Chấm khỏi làm nữa thì cũng giống nhau thôi. Rồi. Đây anh phụ lấy cái dĩa ra nha, đăng lên dĩa nha. Cho anh một dĩa siêu to này đi cái đi em. Nhỏ dữ anh. Nãy giờ không có thắc mắc gì đâu hả? Hả? Là sao? Tôm bưng đi một rổ mà bưng lại có... có một dĩa chút xíu à. Hiểu rồi, thắc mắc gì nữa. Rồi kế tiếp là cho hành phi luôn. Nãy có phi sẵn luôn rồi cả nhà, để đây. Rồi chừa một chút xíu mình rưới lên mặt. Làm đẹp hả? Sức mặt. Rồi ra dĩa luôn. Wow, cái dĩa siêu to. Rồi cái khúc này mình tắt đây cho bà xã lên trang trí cho nó đẹp đẹp xíu đi. Thì cứ vậy luôn thôi chứ. Thấy anh ăn mà cũng ngon quá, để thử coi. Mời cả nhà thử giao tiếng vua trước nha. Giòn thiệt, giòn quá trời giòn luôn cả nhà. Cũng bắt trước thử từng cái tôm mực được à. Con tôm này đỏ ao đây. Hôm lần đầu ăn cái loại gỏi mà rau này giòn khủng khiếp thiệt. Cũng nghe nói vậy đó, mà bữa nay thử mới thử thôi. Nhai gụm nó lên tới lên như gần lỗ tai á, mình nghe khủng khiếp lắm. Rồi, mời cả nhà ăn mực. Ăn cái gâu. Cái gâu mực này nó không giòn, giòn không thua gì gâu gâu màu xanh này luôn á. Rất là giòn. Có nói quá không nha, chứ tiếng vua là anh thấy là nó đỉnh của chớp rồi đó. Thì không kém thôi chứ sao mà chiến thắng được cái rau này. Này ngon hơn lời đồn mà. Nay trải nghiệm mới biết được. Cái này nghe mọi người cũng nói là có thể mình nhúng lẩu. Làm tất cả các món thích ăn cái nào mình làm đó. À vậy hả? Quá đỉnh luôn. Nó cái vị nó cũng lạc, nhưng mình lúc mình trộn chua chua ngọt ngọt vô nó thấm vô thì ăn ngon. Món gỏi này là nó trộn ngon rồi đó, còn không biết lẩu như gì là sao là chưa biết. Chắc cũng vậy thôi chứ ta, nó giòn gụm, nhưng quan trọng là nước nêm nước lẩu đó. Cái độ giòn chắc không thay đổi đâu. Hay. Nói chung mình cũng để cho bà xã miếng chứ. Hợp tác làm nên một cái món gỏi rất là tuyệt vời.
thơm, mực nó có đủ bộ này nó mới ngon. Nhưng mà cái miếng này nó mới tiếng vua. Hả, em đi lấy cái muỗng. Này, gửi cho anh miếng ơi. Trời đất ơi, bài bán vậy, miếng ớt đi. Rồi. Giòn. Thấy miếng không? Mật với gào. Món ăn này cũng ngon, ngon ha. Món này làm nó cũng nhanh gọn lẹ. Dễ làm không? Dễ làm. Mình làm nước sốt chua chua ngọt ngọt vô làm. Rồi, có thể dùng được. Hấp dẫn. Với món gỏi này như đa số là người nào cũng thích, thì nó dễ ăn. Mọi người đều thích. Này lâu lâu làm ăn lần đó là. Khi nào làm lần hai. Này đám tiệc hay Tết gì ha. Em thấy kèm với bánh phồng tôm ăn với gỏi là ngon. Thơm. Hiển nhiên rồi. Ăn không là không ngon. Kem gấp mới giòn. Rau mực nãy nói giòn dữ luôn. Thiệt không? Ngon. Cái này cũng hên á, anh mua mực. Anh mua mực ngon á. Không bỏ. Xong mà xuống đâu nó chơi bây giờ. Nhưng mà không qua cái rau này đâu. Rau này xuất xứ đâu mình biết không? Nói chung mà ở đâu, như Việt Nam mình không có trồng hay gì. Không, mình nghiên cứu thêm thôi. Nhưng mà cây giống được Việt Nam bán. Không biết là cái thân hình nó làm sao luôn. Chỉ có cái bịch về cái mình ngâm nước nó nở ra cái lụm mà. Nói chung cũng cảm giác ngán như có bánh hồng cơm vô á. Chứ không này thì không ngán nè, thấy không? Bánh hồng cơm này cũng loại mini. Vừa với cái miệng mình làm xúc một lần là vô luôn. Cơm mình chiên á, nó cũng có dầu. Cũng gây ngán. Nhưng mà này không, chắc không ngán. Rau mực ngon thiệt chứ. Nãy giờ thiếu gì phải không? Ly nước lọc. Nói chung mà dĩa gỏi này quá ngon luôn cả nhà ơi. Nói chung mình ông bà cô chú anh chị em mình, nếu mà đi đâu đó mà bắt gặp được cái rau tiếng vua này, mình đem về mình làm thử vài món như luộc xào, nấu canh, làm gỏi gì thử chứ ăn gì, trải nghiệm cái món món gỏi này là rất tuyệt vời luôn. Clip hai chồng ăn làm dĩa gỏi rau tiếng vua tôm mực ăn thử. Thì đến đây cũng xin tạm dừng. Rất mong được sự yêu thương và ủng hộ của cả nhà bằng cách like, chia sẻ và đăng ký kênh để tạo động lực cho ân quay các clip tiếp theo. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại cả nhà ở các clip sau ạ. Xin chào. Xin chào.